Hello, xin chào. Tiếp theo lại đến chuyên mục phân tích lời của giáo chủ NLG. Ở đây hôm nay Lục nghe được cái clip này cũng khá là vui. Cái trong cái clip này nói là gì? Người thầy của NLG là người thầy giỏi nhất từ xa xưa tới bây giờ. Chưa có ông thầy nào qua khỏi ông thầy NLG chứ. Cho nên anh chị em mừng đi khi mà được tiếp cận cái môn học này. Rồi. NLG là nền văn minh hướng dẫn cho chú. Chú mới hỏi là tại sao không hướng dẫn cho 10 người khác mà lại chọn hướng dẫn cho mình chú. Thì cái ông thầy ngoài văn minh á, nền văn minh ngoài không gian á, trả lời là bảo là nếu mà hướng dẫn cho 10 người á thì nó nảy sinh ra 10 10 ý. 10 cái ông thầy 10 10 người đó lại tranh giành nhau ai là người giỏi hơn, rất là phiền. Cho nên chỉ hướng dẫn cho một mình chú thôi. Chỉ có mình chú mà thôi, bởi vì chỉ có mình chú mới đặt tiêu chuẩn. Do là ngày xưa chú còn nhỏ, chú có tình yêu thương, chú biết mang gạo trong nhà đi cho hết thiên hạ, đó là cái điểm mà chú mới đạt yêu cầu để chú được người là người ủy thác để mà làm cái công việc này. Rồi chú bảo là chú không có cái gì giỏi á, cái gì chú cũng dở hết trơn á. Chú chỉ có mỗi một cái việc là cho tặng quà người khác là không có dở thôi. Chú rất giỏi trong cái việc tặng quà. Nhất định là cái việc tặng trong cái việc này nhất định chú không có hề dở. Và đến giờ này vẫn vậy, chú vẫn duy trì cái việc là tặng quà. Bởi vì chú tặng hoài chú được hoài hà. Chú càng tặng quà chú càng có, cho nên chú thích tặng quà cho người khác lắm. Thành ra chú chia sẻ với anh chị em là bằng tất cả trái tim, bằng tình thương yêu của mình. Anh chị rồi bảo là cái gì anh chị em mà học học cái này xong rồi mà cũng hay bị xáo trộn, chứ bản thân chú là không có hề bị xáo trộn, tại vì chú biết cái kỹ thuật này mà bị xáo trộn là không có lợi lạc gì hết. Thành ra chú mà học xong cái môn này rồi là chú không có đi tranh cãi gì với ai hết trơn á, chú không có phiền hà với ai mà nói xấu chú, điều đó không quan trọng. Nói xấu chú tốt, nói xấu nói tốt chú không quan trọng, chú không quan tâm, chú không có đi tranh cãi, chú không có xáo trộn. Nghe lại thấy đúng không? Vậy mà hồi xưa tôi lên mấy cái clip phản biện các phe tín đồ energy, tôi nói về cái vụ gì đăng ký lấy dữ liệu nè, chú cũng lên chú phản pháo. Tôi nói về cái vụ gì điều kiện để vô lớp, tức là tôi làm mấy cái clip á, chú đều lên chú phản pháo hết, chú vẫn tranh cãi. Chú vẫn tranh cãi mà, chú không có tranh cãi trực tiếp với tôi mà chú cãi sau lưng. Rồi tôi nói rằng tôi đủ chuẩn tốt rồi, tôi thấy tôi không có xấu xa gì mà tôi học không đạt cái yêu cầu này tôi cũng làm lạ đó. Tôi thấy tôi tốt rồi, tôi không có đủ, tôi không có xấu hơn những người mà đi vô đây chửi tôi. Cho nên tôi thấy tôi đạt chuẩn rồi. Thì chú bảo là cái gì? Đôi khi chúng ta nói chúng ta tốt nhưng chưa chắc gì chúng ta tốt hơn người xấu đâu. Câu đó là ném thẳng vào mặt tôi chứ lại gì? Đó là gì? Đó là một hình thức tranh cãi. Chú nói là chú hôm nay không đi tranh cãi trong cái chú tranh cãi với tôi. Đó, để cho biết là cái gì, nói và làm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau nha. Đừng có phải là cứ nghe nói mà tin được. Rồi chú bảo là gì, ông thầy tại sao không hướng dẫn cho 10 người mà hướng dẫn cho mình chú, bởi vì có mình chú là đạt được thôi, đạt được tình yêu thương thôi, và ủy thác cái việc này cho chú. Chú bảo là ngoài tình thương ra thì chú chẳng có cái gì, nhờ vậy mà ông thầy mới chỉ cho chú đó. Và tại sao chú được giao trọng trách này, chú nghĩ rằng là mình chả có gì tài giỏi hết mà ông lại giao cho mình cái sứ mệnh mà giúp nhân loại toàn cầu. Sau này chú mới ngộ ra, chú mới biết rằng là do chú có trái tim bự. Người nhỏ mà có trái tim bự. Ủa, tôi nghĩ trái tim mà bự là do trái tim nó bị phù á, trái tim bị xơ gan cổ trướng á. Chứ trái tim bự, trái tim phải vừa phải với con người, phải nó tỷ lệ với cái chiều cao với cái cân nặng cơ thể con người, chứ trái tim người mà bé mà trái tim bự là trái tim bị xơ gan cổ trướng, cũng giống như cái người mà bé mà cái đầu to gọi là cái gì, đầu ống thủy à, chứ làm sao mà thích gì cái vụ trái tim bự. Trái tim bự, trái tim bị xơ gan cổ trướng đó mà trái tim bự. Rồi gì chắc do là chú có tình thương nên chú mới được chọn. Vậy là chỉ có mình chú có mới được chọn, là mình chú có tình thương, những thiên hạ không ai có tình thương hết trơn á. Chú bảo chú chả có cái gì giỏi hết trơn á, chú chỉ có mỗi cái là thích tặng đồ cho người khác. Bây giờ chú tặng thả ga,
Anh chị em nào muốn nhận bao nhiêu cũng có hết. Chú bảo là chú thì cái gì cũng dở, nhưng mà chú thích tặng quà cho người ta là giỏi. Chú được sự ủy thác để cho phép thực hiện cái chương trình này đến với mọi người có duyên lành. Thấy chưa? Rõ ràng chú ngày xưa chú bảo là chú là người duy nhất được thầy nền văn minh ngoài không gian ủy thác để làm cái công việc này. Bây giờ mọi người nhìn lại đi, chú đã truyền lại cho cũng khá nhiều người á. Bây giờ hả, chú truyền lại cho người khác dạy rồi, chú truyền lại cho MC dạy tiếng Việt nè, chú truyền cho cái ông James họ dạy tiếng Anh nè, chú truyền cho cô Trang dạy tiếng Việt nè. Bây giờ chú đâu có làm gì đâu. Ui, cái ông thầy của chú là cái ông thầy giỏi nhất hành tinh ngoài vũ trụ từ ngàn xa xưa tới bây giờ mà chỉ dám chọn có một mình chú thôi, trong khi chú là người kế thừa, chú là người ủy thác, chú lại dám chọn hẳn ba người để thay chú làm điều đó. Ồ, đến ông thầy của chú còn không dám chọn hai người mà chú lại dám chọn ba người, thì điều này mọi người nghĩ lại coi, có cuối cùng ai mới là người giỏi nhất ở đây? Ông thầy của chú không phải là người giỏi nhất mà chú mới là người giỏi nhất. Chú dám chọn ba người. Chú dám chọn ba người thay chú, trong khi ông thầy của chú không dám chọn chọn không dám chọn 10 người và chỉ chọn của mình chú, bởi vì chú là người có trái tim bự. Ủa vậy là ba cái người kia cũng bị bệnh tim luôn rồi. Chứ làm sao mà chú dám chọn? Cái người có trái tim bự, trái tim bị bệnh á, chứ bự gì. Nội mà những cái lời nói và những cái hành động việc làm nó diễn ra hiện tại á, nó hoàn toàn ngược lại hết. Rõ ràng người ta ủy thác, và trong cái hợp đồng ủy thác nha, trong cái hợp đồng ủy quyền á, ủy thác á, thì người này, người A ủy thác cho người B. Người B mà muốn ủy thác cho người C phải được sự đồng ý của người A. Vậy chú hỏi chú ông thầy của chú chưa? Vậy sao ông thầy của chú không ủy thác đại ra cho 10 người luôn đi, mà lại ủy thác cho chú, xong lại tin tưởng chú để chú ủy thác cho nhiều người khác? Còn nếu mà cái người ông thầy của chú không đồng ý thì chú đã làm sai rồi, làm sai cái nguyên tắc ủy thác rồi. Theo khoản 1 điều 564 Bộ luật dân sự năm 2015, bên được ủy quyền chỉ được ủy quyền lại cho người khác trong trường hợp có sự đồng ý của bên ủy quyền do có sự kiện bất khả kháng. Trường hợp bất khả kháng lắm thì người ta mới mới ủy quyền lại, chứ còn cái người kia đã ủy quyền cho mình rồi thì người ta tin tưởng mình, người ta mới mới giao cho mình, chứ không có lẽ nào mình lại đi ủy quyền lại cho người khác, hiểu không? Cũng giống như mấy cái đồ vụ mà từ thiện á, cái người này đứng lên kêu gọi từ thiện, cái dân tình đóng tiền cho cái người này để đi làm từ thiện là người ta tin tưởng cái người này, người ta mới đưa. Nhưng sau đó cái người này lại đi ủy thác số tiền này cho một cái người khác để đi làm từ thiện, thì cái người cho tiền này họ cảm thấy thế nào? Họ không có tin cậy vào người này nữa. Tôi tin anh, tôi mới đưa tiền cho anh, chứ đâu có biết anh lại đi truyền tay cho người khác như vậy. Cái sự ủy thác như vậy nó sẽ làm giảm đi cái sự uy tín rồi. Còn nếu mà tôi thích, tôi cho tiền, tôi đưa tiền, tôi gửi tiền của tôi thẳng cho cái người kia, chứ mắc gì tôi phải gửi qua anh. Thì cái trường hợp này cũng vậy, nền văn minh ngoài không gian đã ủy thác cho chú, ủy quyền cho chú làm cái hoạt động này, tức là người ta tin tưởng chú. Bây giờ chú lại đi ủy quyền cho ba người khác để dạy ba lớp khác nhau, thì được phải 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 có sự đồng ý của cái ông nền văn minh ngoài không gian. Chú xin phép chưa? Không ai biết hết á. Tự nhiên đụng cái chú đưa cô MC lên dạy, và dạy cho một cái tâm thế hết sức là bị động, không ai biết gì hết, không hề có sự thông báo trước, không hề có sự thông báo trước. Tự nhiên một ngày đẹp trời chú lặn, xong cái cô kia chọi lên, xong tới giờ giữ nguyên, xong chú biến luôn đó. Đó không có phải là một cái sự ủy thác, cái đó là ủy thác là chỉ là làm tạm thời thôi, đằng này coi như làm vĩnh viễn rồi đó. Cái đó chỉ là người được đặc quyền giao cho, thì chú đã làm sai cái nền văn minh ngoài không gian. Ngày xưa chú nói làm sao, chú là người duy nhất được chọn, thế bây giờ sao chú lại chọn ra nhiều người vậy? Nói cái đó là thấy nó giảm đi cái giá trị của cái sự tin cậy rồi. Cái đó là cái gì? Chú thích làm sao chú làm, chú thích nói sao chú nói. Mọi người cứ thích nghe thì mọi người nghe, còn nghe mà để kiểm chứng lại thì thấy nó mâu thuẫn không? Cái lời nói và cái hành động nó mâu thuẫn hoàn toàn luôn. Rồi cái bữa học lớp 4 á, tôi cái lúc mà khai giảng lớp 4 nha, mọi người có để ý không, chứ tôi nghe đó, tôi nghe rất rõ luôn. Cái lúc mà livestream như vậy á, cái livestream là livestream ở trên sân khấu à,
mà nghe một người ở trong lớp 4 ho ho kinh khủng luôn, ho lũ khụ luôn. Tức cái tôi ngồi tôi cười. Tôi nói lớp 4 rồi mà vẫn còn ho, ho quá trời ho kìa, thì mình lớp 2 ho là đúng rồi. Thế tôi ngồi tôi cười, lớp 4 rồi mà còn ho kìa, đâu có chữa được ho đâu, nếu chữa được ho đâu có vô hội trường để ngồi sủa. Thì sau khi học xong cái lớp 4 đó, bắt đầu có một tôi cô cũng quan sát nhiều lắm, tôi không thấy người gì người nước ngoài, thấy Việt Nam không à, toàn người Việt Nam, mà người Việt Nam sồn sồn á, mà phụ nữ hơi bị nhiều, đa số là phụ nữ. Thì sau khi học lớp 4 xong thì cho lên sóng một cái cô người nước ngoài, cô Lu người nước ngoài. Nếu như với một người mà họ không có chú ý kỹ á, thì họ lại nghĩ rằng đây là người nước ngoài theo học và họ đánh giá về cái môn học này hay quá. Nhưng thực tế đó là ai? Là người trong nhà. Cô Lu là cái cô mà hướng dẫn dạy lại cho tiếng Pháp. Thì người trong nhà nói với nhau mà, có phải người ngoài đâu. Ngay cả người ngoài nói còn chưa chắc đã chuẩn nữa, đã đúng nữa, nói gì người trong nhà. Giống như là con hát mẹ khen hay, hiểu không? Thì lúc đầu tôi nhìn tôi không có biết mặt cái cô đó, xưa giờ nghe tên thôi, không biết mặt. Xong bữa đó lên thì thấy bộ cái bà nước ngoài này, bà lên bà nhận xét bà học lớp 4 kỳ diệu vi diệu thế nào, cuối cùng tìm hiểu ra là bà đó là giáo viên dạy bên tiếng tiếng Pháp, người trong nhà với nhau. Gọi là mèo khen mèo dài đuôi đó. Tặng người trong ban bệ lên nhận xét thôi, chứ còn chờ đi chờ những đó. Có những người mà học lớp 4 xong không thành công nè, chữa bệnh gặp trục trặc này, hỏi thì chú không có hề đưa ra một cái giải pháp nào thỏa đáng để cho họ hài lòng, hoặc để đưa đưa họ lên để họ nói ý kiến. Đâu có được tiếp cận đâu, mấy mấy người này là coi chừng sau này bị cắt liên lạc luôn á, nếu mà không thành công mà hỏi hoài là coi chừng bị cắt liên lạc á, lúc này sẽ không được tiếp đón nha, mà có comment lên trên group nha thì sẽ bị xóa bài nha, mà đi vô ra Instagram để mà tư vấn nha thì sẽ bị chặn nick nha. Đó, tôi nói với những người mà học lớp 4 rồi đó mà bị trục trặc về sức khỏe nè, mà không được hỗ trợ thì cứ việc sang nhà tôi viết bài, tôi là nơi cung cấp phổ biến những tâm tư nguyện vọng của những người thất bại. Tôi lặp lại một lần nữa nha, cái người thầy NLG là người thầy giỏi nhất, mà là người thầy của tất cả những người thầy giỏi nhất trong quả địa cầu chúng ta từ hồi xưa tới bây giờ. Tôi khẳng định với anh chị em điều này đó, để cho anh chị em vui mừng, anh chị em hạnh phúc đi. Anh chị em thấy có đáng học không? Anh chị em thấy có vui vẻ để anh chị em học không? Quyền của anh chị em. Cũng như chú nói với anh chị em, cái trình bày của anh chị em năng lực gốc là sự cho phép, sự hướng dẫn giảng dạy của nền văn minh không gian hướng dẫn cho chú. Mà chú hỏi tại sao không hướng dẫn 10 người, hướng dẫn một mình chú mà, tại vì ông biết hướng dẫn 10 người thì 10 ý, hướng dẫn một mình chú thôi. Mà chú đưa cái ý này chuẩn nhất thì anh chị em thấy hạnh phúc rồi, không cãi nữa. Bây giờ không ai làm được hết, năng lực gốc làm được, anh chị em làm được, những gì chú làm được anh chị em làm được, thì thôi khỏi cãi nữa, dốc nhau lên. Chân lý là cái chỗ này, mà chân lý nó trúng vào thời điểm này. Bây giờ ông dẫn ông dạy cho 10 người thì 10 người 10 ý, người nào nói tôi giỏi hơn người kia hết. Bây giờ ông dạy cho mình chú à, chú không phải lấy cái này chú làm độc tôn, chú là tranh thân tranh thua với anh chị em, hay là chú làm bản quyền hay là bản gốc gì của chú hết, mà chú chia sẻ với anh chị em chân tình với tất cả trái tim của mình, với tất cả những gì nền văn minh không gian cho phép, mà chú không cần giấu gì hết. Bây giờ lớp 1 anh chị em kích thích cho bộ gốc, lớp 2 anh chị em nâng cấp lên, lớp 3 anh chị em có công thức trở lại thì cái thanh xuân. Những công thức này tôi nói thật với anh chị em là không có tiền nào mua được hết, mà chỉ có trái tim thiện lành của anh chị em, có cái đầu óc của anh chị em yêu thương và lan tỏa, anh chị em mới đón nhận được thôi. Là chú nói chú cái gì cũng dở hết à, nhưng mà chú tặng quà cho người ta thì không dở, không dở, nhất định cái này không dở, tới giờ này cũng thấy tặng quà người ta, thấy tặng quà được hoài. Thành ra chú chia sẻ với anh chị em bằng cái trái tim, bằng cái tình thương, bằng cái nguồn năng lượng, mà chú trân trọng chú trao gửi cho anh chị em, chứ không phải chú giục cho vào nhà cho anh chị em đâu, hay chú giục xuống dẫn ra ngoài sân cho anh chị em, anh chị em nhặt đâu. Chú trân trọng bằng tất cả cái trái tim của mình, bằng cái tình thương yêu của mình, thì chú mong rằng anh chị em sẽ thấu hiểu được cái này, thì cái tình thương này không phải là tình thương của chú không, mà tình thương của nền văn minh không gian tặng cho những người có trái tim thiện lành, những con người có tình thương yêu, có phẩm chất, của đạo đức. Anh chị em sáo trộn thì chú không sáo trộn, chú sáo trộn là cộng 5 triệu năm là 30 giây là chú trở về vị trí an toàn rồi, chứ chú không có bị sáo trộn giống như là những anh chị em khác, tại vì chú biết, tại chú biết cái kỹ thuật này mình sáo trộn rồi không có lợi lạc gì hết trơn. Thành ra chú trong cái cuộc đời mà chú học xong rồi, chú không có tranh cãi với ai hết trơn, chứ không có phiền hà với ai mà nói chú xấu hay tốt không quan trọng, mà chú thực hiện cái chương trình này, chú đi trong cái sự thoải mái, trong cái hạnh phúc. Có thể chú nói chú không dám khoe anh chị, cái thật thì chú có tình thương thôi, chứ chú không có gì hết trơn, mà chắc là gì cái tình thương á thì đã không có chỉ chú á. Thật ra chú nghĩ là cái cuộc đời của chú tại sao mà chú lại được giao phó cái trọng trách này, thì chú nghĩ là chú không có gì giỏi hơn ai hết trơn, giỏi hơn người ta thì có, so sánh người ta thì mình thuộc về hạng bét, không có gì giỏi hết. Mà tại sao mình lại nhận lãnh ông chọn mình, ông làm cho ông giao cho mình một sứ mệnh là giúp nhân loại toàn cầu. Hồi đó nghe toàn cầu cứ sợ lắm, chú nghĩ là không dám, cái này không dám, mà chắc không không phải là chắc này, chắc là một câu chuyện vui thôi. Rồi xong á, cái chú nhớ lại từ từ, chú nói hồi đó có một cái người nói với chú này, con người chú sao mà trái tim bự quá trời, chú chỉ nhớ câu này thôi, ở đây là cái tình thương yêu của chú nó lớn lắm. Mà chú hồi đó chú đâu học gì, chú đâu biết gì đâu, chú nghĩ là cũng giống như là tình thương, người cái tình thương gì tình thương ít thôi, nhưng mà trái tim lớn, người nhỏ và trái tim lớn. Thì sau này chú mới hiểu ra có lẽ là ông chọn chú thì tại vì chú có tình thương thấy gì hết. Nhưng mà chú hồi đó mà chú học, chú có một câu chú nói thế này, chú nói cái gì con cũng giỏi hết, mà con cho là hay nhất, con tặng người ta là hay nhất, ông có đủ cho con, ông có đủ đồ cho con, cho người ta không, tặng ta không, ông nên là người gấp dư con,
còn tặng bao nhiêu cũng nhiều hết, không thiếu, không bao giờ thiếu. Thôi chú nghe cái này chú thấy chú vui, chú thích rồi đó. Bây giờ chú tặng thả ra anh chị em nào muốn nhận bao nhiêu cũng có hết. Đó là cái sự thật trong cái cuộc đời của chú đó nha. Đó thì chú học với ông, chú hỏi ông, chú nói chú ham cho người ta, tặng người ta lắm. Thì khi chú học rồi đó, chú nói thật với ông, chú nói con cái gì cũng dở hết à, nhưng mà cho người ta là con giỏi á, tặng quà người ta con giỏi cũng có nhiều cũng tặng hết à. Thì ông ơi, ông mới kiếm mà vậy, ông mới kiếm con đó. Con tặng đi, tặng tha hồ, tặng cũng hết. Cái năng lượng này nó vô biên, con muốn tặng bao nhiêu tặng. Và chú được cái sự ủy thác để cho phép chú thực hiện cái chương trình này đến với tất cả anh chị em, những người có duyên lành đến trước, và cho tất cả sự sống trong quả địa cầu này